Netizen nói gì khi giới chủ Trung Quốc đầu tư ồ ạt máy móc công xưởng vào Việt Nam? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Các bạn đón xem các thiết bị của nhà máy Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu các công ty đầu tư vào Quảng Tây thì tốt. Giá thuê rẻ, lương thấp. Mỗi gia đình có 3 người con. Lực lượng lao động đông đảo và dễ tuyển người. Đầu tư vào Việt Nam thuận lợi cho việc xuất khẩu. Đi đầu tư vào Quảng Tây cũng giống như bất cứ nơi nào ở Trung Quốc mà thôi. Thì ra xưởng may lớn nhất Thâm Quyến đã chuyển đến Việt Nam. Nhìn thấy cảnh này, tôi thầm mỉm cười trong lòng. Nếu tôi không chuyển đi, ta sẽ không có đơn hàng nào cả. Công ty tôi cũng mời tôi đi làm ở Việt Nam và Indonesia tuần trước. Có thể sản xuất tại Trung Quốc, dán nhãn tại Việt Nam và tái xuất thị trường. Chủ yếu là hàng xuất khẩu từ trong nước phải chịu thuế. Việt Nam sẽ không cho phép điều đó. Các ngành mà họ mong muốn sẽ giải quyết được một lượng lớn việc làm và trau dồi năng lực ngành sản xuất của chính mình. Sự phát triển của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải đảm bảo rằng một tỷ lệ phụ kiện nhất định được sản xuất tại Trung Quốc. Cái được nhiều hơn cái mất. Khi nhiều nhà máy chuyển đến Việt Nam vào đầu những năm 70 hoặc khoảng 8 năm trước, hầu hết họ đều khóc khi quay về. Thị trường không tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Tiềm năng tiêu dùng của Đông Nam Á là chưa đủ. Nguyên nhân chính là do lực lượng lao động ở Việt Nam thấp hơn ở Trung Quốc, thậm chí các nhà máy của chúng tôi đã sang Việt Nam xây dựng chi nhánh. Chi phí lao động ở Việt Nam không thấp, chủ yếu do thuế quan mà thôi. Đúng vậy, lương trả lao động không thấp. Nếu chúng ta không di chuyển thì sẽ không có đơn hàng. Những vấn đề chính là miễn thuế và các hỗ trợ chính sách khác nhau do chính phủ Việt Nam cung cấp. Nếu thuế quan cao thì sang đó họ sẽ miễn thuế. Vấn đề chính là nơi xuất xứ, nếu không sẽ không có nhiều người đến đó nữa rồi. Chồng cũ của tôi đã trực tiếp tìm cho chị ba tôi người Việt Nam và giúp chị ấy mở công ty ở đó. Để tạo công nhân và tạo nguồn thu thuế cho Việt Nam, các công ty bảo hiểm khác phải dựa vào các nhà cung cấp trong nước. Tất cả các nhà máy nhỏ của chúng ta sẽ đóng cửa. Một số nhà máy phải xây dựng nhà máy ở nước ngoài để nhận đơn hàng. Điều quan trọng là chúng ta đã bị mắc kẹt rồi. Do trong nước người ta mua hàng ngoại nhưng tôi không mua hàng nội. Lựa chọn mỗi cá nhân là bình thường. Nguyên nhân chính là tôi không hiểu tại sao người Trung Quốc không thích dùng hàng nội. Người thân và bạn bè xung quanh các không dùng hàng nội sao? Về Việt Nam lập kho để đóng gói và vận chuyển hàng cũng ổn. Trong một công ty nếu có ít nhất 3 quy trình được sản xuất tại Việt Nam, thì có thể được coi là sản xuất tại Việt Nam và có thể được miễn thuế châu Âu và Mỹ. Bạn vẫn có thể kiếm tiền, miễn thuế và lấy lại một nửa số vốn của mình, nhưng lần này nó không tốt như mong đợi. Bạn nói đúng. Nếu khách hàng hạ giá và không sản xuất tại Việt Nam, khách hàng sẽ mất tiền. Họ sang Việt Nam để trốn thuế nhập khẩu của Mỹ, nếu không thì những doanh nhân đó có bệnh không? Những vấn đề này đều do Hoa Kỳ gây ra, nhưng một số người ở đó ghét đất nước này, cho rằng việc nâng cấp công nghiệp của đất nước đã buộc những nguồn vốn đó phải rút đi. Tháo rời từng phần, rửa sạch và lau khô rồi lắp ráp lại máy móc thôi mà. Đây là một chiếc máy robot. Nó có bo mạch chủ và động cơ. Nó không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Loại đồ này được rồi, nếu ngâm trong nước, tái chế cũng không thể bán được 100 tệ. Những người biết sửa chữa phiên bản máy công nghiệp này, vẫn có thể kiếm tiền bằng cách bán sắt vụn lấy sắt vụn, tháo dỡ, làm sạch rồi bán cho các xưởng may nhỏ với giá vài trăm nhân dân tệ. Việc máy móc trong nhà máy bị hỏng là chuyện bình thường. Ngay cả khi bạn mua máy mới, nó vẫn sẽ gặp sự cố. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mức độ sự cố của máy. Hiện nay, có những máy móc trong nhà máy không dễ bị hỏng như vậy. Những máy này đều chứa đầy cặn. Bạn có thể làm sạch 100% cặn đã lọt vào không? Vì vậy, máy này không thể làm sạch hoàn toàn. Nó còn tệ hơn cả máy cũ đã qua sử dụng. Máy khâu trong xưởng may thường được sử dụng quá mức. Hãy loại bỏ 100% ngay khi nó dừng hoạt động. Nếu có công ty bảo hiểm bên cạnh, ông chủ sẽ không mất tiền. Không phải tất cả các nhà máy đều mua bảo hiểm. Hầu hết nhân viên trong các nhà máy quần áo và giày dép đều không mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại và họ đang cố gắng giảm chi phí càng nhiều càng tốt. Loại máy khâu robot này, nếu để lâu ngày không sử dụng máy tính sẽ gặp trục trặc, nên việc sửa chữa những chiếc máy bị nước làm hư này, về cơ bản sẽ đắt hơn so với việc mua máy cũ. Giá nhân công sửa không hề rẻ, hiệu quả cũng không tốt. Chỉ cần thay máy mới là được. Đầu tiên hãy tháo rời một bộ phận và thử nó. Bạn không thể đưa ra kết luận chỉ bằng cách nhìn vào nó. Phải mất 10 năm mới có lãi để bù đắp khoản lỗ này, vì các nhà máy may kiếm được rất ít lợi nhuận. Nhà sản xuất nếu đã có thương hiệu sẽ hoàn vốn sau chưa đầy 3 tháng.
Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam đã sánh ngang với các nước phát triển, không thể bỏ qua sự cất cánh trước mắt của các công ty quy mô lớn của Trung Quốc đang đầu tư sang đây xây dựng nhà máy và đang vui vẻ cất cánh. Ông chủ nào cũng muốn được miễn thuế. Bây giờ ổn rồi thì có thể xây dựng lại mọi thứ. Tại sao không đi Lào, Thái Lan, Campuchia đầu tư nhỉ? Tôi rất tự tin khi đến đó và khi đến đó tôi nhận ra rằng ở Việt Nam có rất nhiều loại hình tiêu dùng tiềm ẩn. Ông chủ mất tiền ở Trung Quốc có thể kiếm được tại Việt Nam. Nếu có số tiền đó, tôi thà về quê mở nhà máy, tôi không quan tâm có kiếm được ít hơn hay không. Các ông chủ trong nước xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị vì cho rằng những thứ này là của mình, nếu làm hỏng, đốt cháy thì đều là của mình. Nhưng người lao động không được trả lương cao thì họ không quan tâm vì máy không thuộc về họ. Không phải là tôi không kiếm được tiền ở trong nước, tôi chỉ muốn làm đại gia khi đến đó. Có thể kiếm 100 và nộp thuế chỉ 45%. Không có đơn đặt hàng, tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền ở đó chứ? Chúa đôi khi không thích những người quá thông minh. Đây là những gì người ta nói, người thông minh nhưng bị đánh lừa bởi sự thông minh. Tất cả số tiền tôi đã vất vả kiếm được ở quê giờ đã mất hết. Bạn có biết trên đời này có thứ gọi là bảo hiểm không? Việt Nam có tiền bù đắp không? Không sao đâu, khi ra nước ngoài ta sẽ phục vụ người dân Việt Nam. Máy móc kiểu này rất rắc rối để làm sạch và sửa chữa. Máy hỏng vẫn có thể được sử dụng sau khi rửa sạch. Nếu nó không hoạt động, hãy mua một cái mới. Như câu nói, nếu cái cũ không biến mất thì cái mới sẽ không đến. Đúng là đầu tư có rủi ro nên các bạn hãy cẩn thận khi bước vào ngành nhé. Bây giờ là vùng trũng Việt Nam. Cái máy này không có máy tính thì không đắt. Không phải nói là đơn hàng từ Việt Nam không thể hoàn thành sao? Có đơn hàng thôi là chưa đủ phải không? Làm sao có thể được? Ngay cả khi Việt Nam có điện hoàn toàn, họ cũng chỉ có quy mô bằng một tỉnh ở Trung Quốc. Một số khác có thể được miễn thuế, và thuế sẽ được thu trước khi sản xuất tại Trung Quốc, và không có hoạt động kinh doanh giày dép và quần áo ở Trung Quốc trong năm nay. Đừng lo lắng, thiết bị thông minh không cần người điều khiển trong nước sẽ dần xuất hiện và áp lực của họ vẫn sẽ ập đến. Hãy nhanh tay đặt hàng trong nước nhé. Điều này ổn tốt lắm, chỉ có mất mát mới có thể đứng lên sản xuất được. Người dân Việt Nam sẽ rất hạnh phúc. Hầu hết chủ xưởng may ở Việt Nam đều là người Trung Quốc. Nếu động cơ bị ngâm trong nước, lựa chọn duy nhất là thay động cơ mới. Thà mua nó còn hơn là sửa chữa. Thôi kệ đi, Quảng Đông có nhiều máy như này lắm. Mua mới thôi, mấy cái máy này không đáng bao nhiêu đâu. Dây chuyền sản xuất cần được xây dựng lại và với tốc độ của Việt Nam, năng lực sản xuất sẽ được khôi phục trong ít nhất 3 tháng. Không sao đâu, hầu hết các ông chủ ra nước ngoài lập nhà máy đều rất có năng lực. Sự mất mát này chẳng là gì cả. Bạn sẽ không mất tiền nếu có công ty bảo hiểm đi cùng. Tôi có biết nhà máy ở Việt Nam của công ty này. Có rất nhiều nơi ở Trung Quốc đầu tư vào bạn, nhưng tôi không thông cảm cho bạn nếu bạn chuyển đến Việt Nam. Mở nhà máy ở Trung Quốc thì sướng quá, ai bảo họ sang đó làm gì? Vì chuyển về Việt Nam có thể nhận được nhiều đơn hàng hơn. Thuế lao động thấp. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ được hưởng mức thuế bằng không. Ý tưởng của các nhà tư bản nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân bình thường. Việc miễn thuế tất cả là để thu hút các nhà máy Trung Quốc, bữa trưa miễn phí sẽ không kéo dài được lâu. Bạn sợ điều gì? Sợ người dân ở Trung Quốc kiếm được nhiều tiền như vậy đúng không? Lần này, mọi hậu quả đều do bạn tự gánh chịu. Chính phủ Việt Nam sẽ bồi thường cho bạn. Đây là cảm giác bạn muốn. Ở Trung Quốc có tốt không? Tôi phải về Việt Nam để giúp người khác tìm việc làm, để đi nước ngoài. Tất cả đều bị thiệt hại nặng nề. Họ chỉ thích Việt Nam và không chịu rời đi ngay cả sau khi người Việt đập nát nhà máy của họ cách đây vài năm. Nếu bạn không đến Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, những nơi có chi phí lao động thấp, bạn phải ra nước ngoài thôi. Đừng ra nước ngoài xây dựng nhà máy, hãy quay về. Hầu hết trong số đó là thiết bị của Hàn Quốc và Nhật Bản. Châu Âu và Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và muốn thay thế Trung Quốc, nhưng họ không biết rằng một phần điện năng của Việt Nam được truyền tải bởi Trung Quốc. Không sao đâu, bạn có nhiều tiền, bạn không cần chúng tôi thương hại bạn. Khi bạn kiếm được nhiều tiền, tại sao bạn không nói với mọi người? Thật không đáng tiếc. Gần đây tôi đã mua Delhi và sang Việt Nam xây dựng nhà máy. Tôi thậm chí không thể mua được thứ gì ăn từ Delhi. Dựa trên các bình luận của netizen Trung Quốc về việc các nhà máy may công nghiệp công ty Trung Quốc ở Việt Nam gặp sự cố và hỏng hóc, ta có thể rút ra các kết luận sau về quan điểm của họ đối với Việt Nam. Nhiều netizen Trung Quốc nhấn mạnh việc các công ty di chuyển đến Việt Nam chủ yếu để tận dụng lợi thế thuế thấp và giảm chi phí lao động. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng lương và chi phí lao động ở Việt Nam không rẻ như tưởng tượng, và nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến thuế quan và chi phí bảo trì, sửa chữa máy móc.
Các bình luận thể hiện sự hoài nghi về hiệu quả và chất lượng lao động, cũng như quy trình sản xuất ở Việt Nam. Một số cho rằng thiết bị và máy móc ở Việt Nam thường hỏng hóc và không được bảo trì tốt, khiến cho việc sản xuất gặp nhiều trục trặc. Một số netizen chỉ ra rằng mặc dù việc di chuyển sản xuất sang Việt Nam có thể đem lại lợi ích ngắn hạn về thuế và chi phí, nhưng rủi ro và khó khăn về lâu dài có thể lớn hơn, như việc gặp phải các vấn đề về máy móc, nguồn lao động và thị trường tiêu dùng chưa đủ mạnh. Dù có những ý kiến tiêu cực, một số bình luận vẫn công nhận tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam và tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có những nghi ngại về khả năng cạnh tranh của Việt Nam so với Trung Quốc trong dài hạn, đặc biệt về năng lực sản xuất. Một số bình luận thể hiện sự mỉa mai khi các công ty chuyển sang Việt Nam và gặp phải khó khăn, trong khi số khác cho rằng Trung Quốc vẫn có thể duy trì lợi thế nhờ vào khả năng sản xuất nội địa và chất lượng cao hơn. Nhìn chung, netizen Trung Quốc có cái nhìn trái chiều về Việt Nam, họ nhận ra tiềm năng phát triển, nhưng cũng lo ngại về các rủi ro khi đầu tư vào thị trường này.